Ok, chào mọi người. Sau khi mọi người tạo thành, mọi người dựng xong mô hình kiến trúc thì bây giờ mình sẽ chuyển sang mô hình kết cấu. Thì về đầu tiên kết cấu thì chúng ta cũng tương tự như khi các bước quy trình giống như khi bước những cái kiến trúc của người này. Chúng ta tạo file kết cấu mới, chọn New. Chúng ta chọn đường dẫn nó, chúng ta tìm tới cái file template mẫu của Revit là Structure. Open, xong rồi OK. Đấy, mọi người lưu cái file này lại theo quy định tên đã đặt sẵn đúng không ạ? Với tên là gì ạ? Với tên là tên dự án, tên tác giả, giai đoạn, S tính là structure và tầng. Mình sẽ lại. Bước tiếp theo sau khi chúng ta tạo được một file này rồi thì chúng ta sẽ link cái file trục mà chúng ta tạo trước đấy rồi đúng không? Thì cũng tương tự như các bước khác là chúng ta vào insert, chúng ta link Revit, chúng ta link file trục vào, chúng ta tạo trục. Mình sẽ tạo nhanh thế này và mình chọn portion này là origin to origin nha mọi người, cái này cực kỳ quan trọng đây ạ. Mình sẽ chỉnh sửa một số cái phần node sau bên này. Thì cũng như khi chúng ta tạo file kiến trúc thì chúng ta sẽ copy cái lưới trục này về cái file này vào cái controller, tạo copy monitor sau đây link, chúng ta copy sẽ chọn multi, ta quét chọn tất cả các trục này, chúng ta ấn finish finish bên dưới này nhé. OK, từ như vậy chúng ta vào mặt đứng thì copy cái level, chúng ta copy copy multi. Để xóa những cái level của mặc định của Revit đi. Mọi người xóa những level của Revit đi, cho ta tích nó xóa đi. OK, ta làm lại copy, còn là copy, curling, chúng ta copy, chúng ta multi, đây, ta finish. OK, xong rồi copy được level và cái lưới trục rồi. Chúng ta lấy tạo các mặt phẳng, các mặt bằng làm việc thì là finish đúng không ạ? Chúng ta vào view, mọi người thấy trong thanh priority này, thanh drawer này nó chưa thấy các mặt bằng làm việc đâu ạ. Thì chúng ta vào floor lên, floor chúng ta chọn tất cả tầng. OK, vậy là chúng ta hiện thấy thêm một thanh của floor lên này ạ, đúng không ạ? OK, giả sử bây giờ mình muốn làm việc trên tầng 7 thì chúng ta việc dựng kiến trúc ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về phần dựng cột trước đúng không? Thì để dựng được cột thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải là insert cái file CAD cột vào. Ta vào insert, chúng ta vào link CAD, chúng ta chọn tới file cột phải là kết thúc kết cấu với nhau. Mọi người vào kết cấu tầng 7 hạn, chúng ta những thông số này nó mình sẽ tính quan trọng nhất là cái phần mm, phần import vào màu sắc chứ nhận color chúng ta chịu win. OK, tích open. Sau đó chúng ta di chuyển cái file CAD này về về cái trục này, cách chúng ta gỡ cái pin, tức là gỡ cái đăng bộ vào, tích vào đây, như gì gần đây, sẵn là dùng lệnh align lưới được trùng lại, cái gì ạ, tương tự như vậy thằng này, OK, khó lại. Tiếp theo là chúng ta tiếp theo là dựng trục, dùng cột trước, dạ.
Thì đầu tiên để dựng cột thì chúng ta vào structure, chúng ta chọn column chưa ạ. Thì mọi người lưu ý này, ở đây để mình vào thêm một view 3D này đi. Ok, chọn type view này. Ok, để chúng ta chọn. Thì mọi người lưu ý này, khi chúng ta dựng cột đó, thêm vào structure column này, thì có hai những thông số như là các loại cột, như cột hình vuông, ở cột hình hình chữ nhật, cột hình hình tròn, đúng không? Đấy, thì chúng ta như chúng ta biết dự án là chúng ta đang dựng cột hình vuông ở hình chữ nhật, thì chúng ta chọn bất cứ cột nào này. Sau đây chúng ta edit type đi, edit type, ta tạo ra những cột mà tương tự như cái kích thước ta đã chạm, như cái cột này là cột 800, cái cột 800 đúng không ạ? Tạo một số loại cột khác nhau. Thì để chúng ta edit tha, chúng ta double click là một cột mới, nó tên là 800 800 ạ. Thì cái cột này chúng ta tạo thành hai thông số là B và H, tính là dimension, tính là chiều rộng chiều dài. Thì chúng ta gọi thêm là 800 800 vào, chúng ta ok chưa. Thì nó có cái thông số này, là hai thông số này, mình lưu ý đấy. Hai có nghĩa là giống như khi ta vẽ tường á, là cái bay offset của cái cột này là đi từ tầng 8 lên. Lên là bao nhiêu? Từ tầng hầm này. Thứ hai từ tầng 8 này lên đến tầng 9 này, đúng không ạ? Vậy chúng ta vẽ tầng 7 thì tầng 7 ạ, lên tầng 8, tính là từ cái cột này nằm từ tầng nào tới tầng nào, chưa ạ? Và ở đây chính là chúng ta vẽ cột thẳng hay cột xéo, có nghĩa là khi cái cột này đi thẳng đứng lên hay là nó xéo ngang, đúng không? Thì giả sử mọi người muốn vẽ cái cột này hình cột này là thẳng hả, đúng không? Ta tích vào đó, là pick vào cái cột này vào đây thôi. Được, đơn giản là tích lại đây chưa ạ, nó pick vào vậy, tạo thành những cột này là gì ạ. Mình đây, mình chọn cái này. Để tiếp tục cái cột đây ạ, tích vào cột. Nếu chưa chuẩn thì ta tích ở line, chúng ta chọn ở gần lại nhau, đúng với cat ạ. Structure column tên tầng 8 đúng không ạ, tầng 7 tầng 8 à. Tương tự như vậy chúng ta sẽ chỉnh cái cột này lại thì đúng cái bản vẽ line ở lại chưa. Vậy chúng ta sẽ tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm tất cả cột lại, phần còn lại của dạng. Chúng ta vẽ tất cả cột theo kích thước cột này. Nếu mà có những cột khác khác với kích thước 800 800, đây như cột 1m 1000 này, thì chúng ta tạo thêm một cái thai cột mới là cột 1000 chẳng hạn. Thì chúng ta vào structure column để làm, chúng ta tại edit thai, chúng ta double click một loại mới là loại 1000, nhấn 1000 ạ. Chúng ta ok, chúng ta chỉnh lại kích thước này 1000, nhấn 1000. Ok chưa? Đặt cột vào đây. Ok chưa? Đây. Cột này cột 800, chúng ta phải vào cột 800. Ta align nó lại, đúng không? Ok, như vậy là chúng ta tạo được cái cột tương tự vậy. Mọi người tạo các cột khác.